thời gian xử lý hồ sơ của các chương trình định cư châu Âu đã lâu hơn gấp 4 lần so với trước đây. Thì đây là một cái tin khá là buồn. Tuy nhiên đây là thực tế đang diễn ra đối với cái quy trình xử lý hồ sơ của các chương trình định cư châu Âu. Nếu như trước đây khách hàng của Phượng chỉ cần chờ từ 2 đến 4 tháng là đã nhận được cái thư phê duyệt của sở di trú rồi, thì thời điểm này các anh chị khách hàng mình phải xác định là chờ ít nhất từ đâu đó là từ 12 đến 14 tháng để nhận được thư chấp thuận của sở di trú. Và trong quá trình tư vấn thì có một số những anh chị khách hàng có chia sẻ với Phượng rằng là nhưng mà tại sao bên khác thì họ lại nói với anh là chỉ có 3-6 tháng thôi mà sao bên em lâu quá, tới gấp 3 lần người ta luôn hả Phượng? Có lẽ có nghĩa là bên em không có đủ khả năng hay sao? Thì thực tế là như vậy anh chị ơi, cái đơn vị xét duyệt hồ sơ của anh chị, sở di trú của các quốc gia châu Âu thì chỉ có một mà thôi. Còn những cái đơn vị tư vấn giống như bên Phượng thì có rất là nhiều. Và bên Phượng và những bên agent khác đều không phải là những cái đơn vị mà có quyền để quyết định cái thời gian xử lý hồ sơ của anh chị là lâu hay mau. Do đó mọi con số mà chia sẻ đến khách hàng chỉ là con số ước tính và dự kiến dựa trên cái kinh nghiệm thực tế xử lý hồ sơ trước đây mà thôi. Thì Phượng luôn chia sẻ đến anh chị cái con số thời gian dự kiến đâu đó là gần nhất với thực tế, chứ Phượng không dám hứa hẹn quá nhiều để mà anh chị chờ đợi trông ngóng và sau đó là cái kết quả hồ sơ nó lâu hơn dự kiến thì lúc đó anh chị lại khó chịu. Và con số thời gian chờ đợi tầm khoảng từ 1.5 năm đến 2 năm thực tế là một con số phù hợp và hợp lý để anh chị mình có thể chuẩn bị những cái công việc kinh doanh tại Việt Nam, cũng như là chuẩn bị mình học tiếng Anh hoặc là chuẩn bị sẵn những cái hành trang để định cư. Thì thật sự là thời gian này cũng không quá lâu đúng không anh chị, và mọi sự chờ đợi thì đều xứng đáng và đáng giá.